Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động chủ đề năm học 2018-2019 tại trường tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận. Với chủ đề Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm, hoạt động đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2018-2019 tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực và ý nghĩa, phát huy tính năng động sáng tạo, ý thức tự học, khơi dậy ý chí vượt khó vươn lên, tạo môi trường giúp các em đội viên thiếu nhi thành phố học tập và rèn luyện. Tại lễ phát động, Hội đồng đội thành phố đã trao tặng 20 suất học bổng Nụ cười hồng với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt trên địa bàn thành phố. Với không khí náo nức của những ngày đầu năm học mới, đội viên thành phố sẽ nỗ lực phấn đấu cùng đoàn kết, chăm ngoan, nỗ lực học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.